bạn thuộc về anh chị. Và có trên bảng đèn nha, con số 49, có 1, 57, có 2, 38, có 3, 12, có 1, rồi chủ nhân thứ 2 nha, và ký hiệu trên bảng đèn là 4071, và hợp lệ nha, 49, có 1, 57, 38, có 3, 12, đủ. Và chủ nhân thứ 3, 4075, và có trên bảng đèn nha quý vị nha, 49, có 1, 57, có 2, 38, có 3, 12, chấn động luôn rồi trời. Hai bà này lại là chấn động luôn không? Ủa diễn cái gì? Mới đi tiệc nè anh Sài Gòn Daily. Hello tất cả mọi người nha. Ủa đẹp không đâu? Nè đứng qua đây cho sáng mặt nè. Ok. Quay số. Bạn nào số lớn xin chào và chọn bạn nữ chị bà. Rồi hello tất cả mọi người nha. Như thường lệ thì Vân và lời nói đầu tiên xin cho phép và đến Vũ Đông Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh của anh Sài Gòn Daily, kênh của Thu Vua Cá Tiên Chi, một lời chào thân thương nhất nha. Hôm nay rất là được vinh dự được bạn Suri đó, Suri diễn với Yolo đó, với lại được lời mời của chị Lộ Lộ đến sân khấu đoàn Sài Gòn Lô Tô Tinh Thời, cho nên đến đây với tiết mục vai vai vị là giống như là đến đây diễn sân khấu đó để mà phục vụ tiếng người cho mọi người, cho nên có gì sơ sót thì mong mọi người bỏ qua, cho nên mọi người xem clip vui vẻ thì mọi người nhớ like và subscribe đăng ký kênh của anh Sài Gòn Daily, kênh của Vua Cá Tiên Kiên để giúp cho kênh của em, kênh của anh Sài Gòn Daily phát triển và có nhiều clip hơn nữa, quay nhiều sản phẩm hơn nữa. Đây là công chúa nè mọi người. Đó, Suri, Suri nè, rất là dễ thương luôn. Đó, cho nên mong mọi người thương và luôn luôn lúc nào cũng yêu thương ủng hộ Suri nha. Và bây giờ chuẩn bị em tới giờ em chuẩn bị em lên diễn, em hồi hộp quá. Diễn chung luôn hả? Diễn chung với Suri. Ồ, để coi nha. Em đóng vai là cô dâu, bé này làm chú rể. Ồ, vậy là sao? Ủa, Su vậy hả? Ôi, vậy hay hả? Hai thằng em là cô dâu. Ơ, Su. Đúng rồi, tôi tóm. Tóm 15. Tóm 15. Tóm 15. Ơ, Su, tôi đâu có sạc pin. Điện thoại tôi còn pin. Tôi nhớ bộ rồi. Ơ, Su, nó nói gì vậy trời, nó xịn đó nha mọi người nha. Nó nói em là tớp, phải đúng rồi đó, em là tớp. Nhưng mà tớp 15 hoa hậu Hoàng Vũ đó, Miss International Queen đó. Nó chứ hoa hậu đại sứ Hoàng Mỹ nha mọi người nha. Cho nên mọi người xem á, mọi người thấy em thì mọi người nhớ ủng hộ cho Vinh Đét Vũ Phương, mã số là 023, và ủng hộ cho Suri và Kiến nha. Em sơ, nó là dễ thương luôn. Bê đê. Xuân gì? Bê đê. Bê đê. Bê đê, chị giới là mấy người đó là bê đê đó còn. À ok ok. Mấy chậm rồi mà. Tôi biết không, mấy này tôi chưa rồi, chúc ca diễn thành công nha. Ok ok, okay. Cảm ơn nha. Chúc mình sức khỏe. Và bây giờ tôi gặp các bạn giây phút.
quý vị đến với phần biểu diễn rất là sôi động của Suri cùng với Vernet Vũ Thu Phương.